Rồi, xin chào anh em. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật ở trên Facebook hoặc là trên YouTube. Đó là chúng ta có thể comment hoặc là viết những cái chữ nó in đậm, in nghiêng hoặc là gạch chân ở trên những cái mạng xã hội này các bạn nhé. Thì đây là một cái mẫu mình đã làm thử cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy cái chữ bình thường thì nó sẽ không có in đậm nhé. Và đây là cái chữ khi mà mình in đậm. Mặc định thì Facebook nó sẽ không có hỗ trợ chúng ta viết những cái chữ kiểu này. Và nếu mà chúng ta muốn viết được thì chúng ta phải dùng một cái phần mềm bên thứ ba, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái trang web bên thứ ba. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng trang web nhé, cho nó đơn giản và nó dễ làm, chúng ta không cần phải cài phần mềm luôn. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ mở trình duyệt ở trên điện thoại của chúng ta lên. Các bạn có thể sử dụng Google Chrome hoặc là Safari hoặc là trình duyệt của Samsung, vân vân, rất nhiều. Sau đó thì các bạn truy cập vào cho mình cái trang đó là iaitech.com. Rồi, chúng ta nhấn OK. Đó, nó sẽ dẫn chúng ta đến cái trang này. Ở đây nếu mà chúng ta muốn đổi sang cái giao diện tiếng Việt ấy, cho nó dễ dùng, thì các bạn sẽ nhấn vào cái ba dấu gạch ngang ở trên này nhé. Sau đó thì chúng ta kéo xuống. Các bạn kéo xuống dưới cùng luôn. Chúng ta sẽ nhấn vào cái phần nó có cái chữ tiếng Việt ấy. Chúng ta nhấn vào đây. Đó, ngay lập tức nó sẽ đổi sang cái giao diện tiếng Việt cho các bạn. Thì ở trong này chúng ta sẽ nhấn vào cái ô màu trắng này nhé, cái ô văn bản của bạn ấy, và chúng ta sẽ nhập cái nội dung mà chúng ta muốn viết vào. Chẳng hạn mình sẽ nhập một cái nội dung, rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu này nha. Sau khi các bạn gõ chữ rồi ấy, thì chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ thấy nó sẽ có rất nhiều những cái mẫu phông cũng như là chữ cho chúng ta. Và các bạn kéo xuống, các bạn tìm đến cái mẫu nào mà các bạn cảm thấy phù hợp ấy. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ kéo xuống dưới nha. Có rất nhiều mẫu này. Mẫu ô vuông, mẫu hình tròn, các thứ nhiều lắm. Đây, ví dụ như là cái mẫu đậm không có chân đi. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái mẫu nó sẽ hơi bị lỗi phông. Tuy nhiên thì chúng ta cứ nhấn vào sao chép nhé. Khi mà chúng ta dùng thì nó sẽ không bị lỗi đâu. Nó chỉ bị lỗi ở trên này thôi. Rồi, mình sẽ sao chép và mình sẽ thoát ra bên ngoài. Chúng ta sẽ vào lại Facebook nhé. Và mình sẽ đăng một cái bài viết mới. Chúng ta nhấn vào đây và chúng ta chọn dán nhé. Đó, sau đó chúng ta nhấn đăng. Rồi, các bạn thấy ngay lập tức thì cái dòng chữ chúng ta đã được bôi đậm rồi. Đó, chữ chúng ta copy đã rất là ok, đã làm thành công. Mình sẽ thử copy một cái mẫu khác đi nhé. Chẳng hạn như là chữ đậm nghiêng không có chân đi, sao chép. Và bây giờ thì mình sẽ dán vào trong cái phần bình luận đi. Chúng ta thử nhập vào phần bình luận xem nhé. Đó, cũng được các bạn nhé. Rồi, back ra bên ngoài để xem. Bình luận. Ok, các bạn thấy thì cái phần bình luận của chúng ta cũng có thể viết được cái chữ dạng này nhé. Hoặc là thậm chí các bạn có thể vào YouTube, các bạn dán những cái mẫu này vào. Mình nhấn vào sao chép này, chọn một cái mẫu bất kỳ nhé. Sau đó mình vào YouTube đi. Và chúng ta sẽ comment vào trong này. Ok, thì các bạn thấy là cái mẫu này cũng hoạt động được ở trên YouTube luôn. Và rõ ràng thì cái cách này hoạt động rất là hiệu quả. Các bạn có thể thử xem là nó có thể hoạt động được ở trên cái thiết bị của mình cũng như là trên cái video này của mình hay không nhé. Các bạn có thể copy cái mẫu chữ, sau đó các bạn dán vào cái video này của mình để xem là nó hoạt động như thế nào nhé. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.